Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. À, hôm nay em khui uh, sản phẩm ly Accuphase E380. mươi. À, đây là model mới nhất trong series đầu 3 thưa quý vị và các bạn. À, chạy uh, mạch công suất class AB cho mức công suất lên tới là 240W trên hai kênh ở mức trở kháng là 8 ôm và 360W trên hai kênh ở mức trở kháng là 4 ôm. Và chiếc ly này hàng nhập khẩu chính hãng bảo hành 5 năm thưa quý vị và bạn. Uh, Accuphase E380 Thì được tăng thêm 20% công suất uh, Và nó phối ghép được Với rất nhiều các cái dòng loa uh, Âm ly này Thì uh, sử dụng uh, Sò Mofest bắt song song uh, Giống với loại dùng trong bao uh, Accuphase A250 uh, Và giúp cho cái Trở kháng xuống rất thấp Tới tận không ôm Thưa quý vị bạn À, bây giờ thì xin mời quý vị bạn cùng em à, chúng ta sẽ à, khôi thùng ra để, à, để à, chiêm ngưỡng và chúng ta sẽ à, test âm thanh của chiêm ly này. Hàng nhập khẩu chính hãng nên được bảo hành 5 năm thưa quý vị bạn. Acouphase E380 thì có thể à, phối ghép được với rất nhiều các cái loại loa, đặc biệt là những dòng loa Tannoy thì à, anh em đánh giá là ghép với lại Acufei rất là phù hợp. Với mức công suất lớn như vậy thì Uh, Ampfe 380 phối ghép được gần như là hầu hết tất cả các loại loa. Chúng ta có thể bảo hành chính hãng và chúng ta có phụ kiện. Phụ kiện thì gồm có một chiếc điều khiển, uh, một dây nguồn, uh, pin và cathode. Thưa quý vị bạn. Quý vị bạn nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio, bên em có mức giá chiết khấu rất tốt. Hiện tại thì sản phẩm này đang có mức giá niêm yết là 138 triệu. Tuy nhiên đó là giá niêm yết để tham khảo. Chúng ta mua thì bên em sẽ có mức giá chiết khấu rất tốt chỉ nhỉnh 100 triệu một chút thôi thưa quý vị bạn. Và sản phẩm của chúng ta đã lên trên kệ tại Bá Hùng Audio. quý vị bạn nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với bên em có mức giá chiết khấu rất tốt nhé thưa quý vị bạn bây giờ em sẽ tháo cái lớp áo choàng ra những sản phẩm của uh, AcuPay thì luôn luôn có cái sự chỉn chu uh, và hình thức thì rất là đẹp tuyệt vời cho nên là không có gì để 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 để, để phàn nàn hay là chê trách em giới thiệu sơ qua uh, những cái tính năng uh, cũng như là những cái núm cơ bản ở trên chiếc máy này để chúng ta nắm được cho những anh em nào chưa À, sử dụng ly Coffee hoặc là à, chưa chưa biết cách dùng thì chúng ta có thể tham khảo bên tay trái là núm selector chọn đường vào chúng ta sẽ có thể xoay à, vô cấp tức là sẽ xoay tròn Đó. À, và lần lượt sang thì à, bên dưới à, chúng ta có một nút à, chọn kênh loa A và B à, độc lập hoặc là đánh à, song song cùng lúc hai cặp A cộng B luôn thưa quý vị bạn à, tiếp theo là nút chỉnh à, bass à, chỉnh treble đó, và nút tone thì có thể tắt bật uh, cái mạch pre này để chúng ta có thể chạy thẳng hoặc là uh, qua cái mạch âm sắc này Đó, có một nút pha uh, nút monoสเต và đặc biệt là âm ly này thì có tích hợp luôn một cái nút uh, gọi là lau nớt để chúng ta có thể chơi uh, khi mà buổi tối chúng ta có thể nghe rất là nhỏ nhỏ nhẹ mà chúng ta muốn uh, tăng thêm cái giải trầm bù thêm cái giải trầm và giải chép chúng ta có thể bật cái nút uh, lau nớt ở uh, à, âm ly acoustic thì ký hiệu là com còn tiếp theo bên phải thì chúng ta có núm ba lăng cân bằng loa để chúng ta có thể kiểm tra hoặc là chỉnh nếu như bản nhạc bị lệch. Và chiếc ly này thì cũng có thể sử dụng như là một chiếc power tức là 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 là, là chúng ta có thể kết nối với lại chiếc pre bên ngoài để làm một chiếc công suất không. Đó, nếu như chúng ta có một sẵn một chiếc rè mà chúng ta muốn chơi thay đổi thì có thể sử dụng như vậy. Đó, tiếp theo đây là nút chọn đường Uh, đường 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 record để chúng ta ghi lại, Đó, chúng ta ghi lại những cái, cái 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 tín hiệu mà chúng ta đang nghe, có thể ghi qua đầu băng cối hay là ghi qua băng cassette. Đây, còn đây là nút uh, giảm âm lượng để chúng ta có thể uh, uh, tắt âm lượng uh, đột ngột mà không cần phải sử dụng qua volume. Còn bên ngoài cùng là núm volume rồi. Thưa quý vị bạn, uh, mặt đồng hồ của uh, acufeel E380 thì đặt uh, chính giữa và ở uh, bên giữa thì có cái mức báo Uh, báo volume để chúng ta có thể nhận biết được là đang ở ngưỡng bao nhiêu bao nhiêu Đó. ở phía sau thì chúng ta có uh, hai bộ cọc loa uh, cho kênh a và kênh B Đó. chúng ta kết nối một loa bên phải và một loa bên trái vào đây đó, quý vị bạn lưu ý nhé kết nối theo hàng ngang chứ không phải kết nối là theo hàng dọc như này Đó, và âm ly này thì có thể chơi được loa uh, có trở kháng từ 4 đến 16 ôm một chiếc ly uh, kiểm soát loa ở cái giải rộng cho nên là, là, là rất dễ dàng kết hợp với lại rất nhiều cặp loa Đó, các cái đường kết nối thì được uh, mạ vàng đảm bảo cho cái việc là đồng không bị uh, oxy hóa cũng như là tiếp xúc uh, cắm rút nhiều nó không bị uh, bào mòn ở bên tay trái thì chúng ta có hai cổng option để chúng ta có thể kết nối đác, mạch đác, cái cạc đác hoặc là kết nối với cạc phono mở rộng rất là tiện lợi và âm ly này thì cũng có hai đường vào là đường ba lăng có điện áp là 220 v và có công suất là 290 w thưa quý bạn máy được sản xuất tại nhật âm ly E380 mức giá niêm yết là 138 triệu tại Bà Hồng Audio luôn có mức giá tốt hơn rất nhiều. Bên em đang có chương trình giảm giá sâu, quý vị bạn liên hệ trực tiếp để có mức báo giá tốt nhất. Vì là công ty cho nên là không được báo phá giá công khai. Như vậy thì quý vị bạn mua hàng có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên em sẽ có mức giá rất là tốt. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.